Đây là chiếc Rubik hình viên đá quý, viên kim cương ấy. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn giải con này nhá. Nhìn con này nó phức tạp, trông nó rối mắt như này thôi, nhưng mà giải rất là dễ. Trên nền tảng là các bạn đã biết giải 3x3 rồi nhá. Thì con này này, nó không khác gì 3x3 là mấy. Đây các bạn để ý, nếu mà các bạn không để ý mà các bạn đã xáo Rubik ra luôn thì giải nó sẽ rất là khó. Thì ở đây mình khuyên các bạn nên là để ý trước. Thì ở đây mình mặt trắng này với mặt vàng này. Mặt trắng này mình sẽ để bên dưới nhá. Thì các bạn nhìn nhá, đây là tâm này. Các bạn xác định tâm vào góc và cạnh. Tâm này, đây cũng là tâm này, hai bốn bên cạnh này. Góc này nó. Các bạn thấy giống 3x3 không? Y xì 3x3 rồi đó. Các bạn xác định tâm góc của các bạn. Khi xác định được thì các bạn sẽ phá Rubik này ra để làm bước giải. Thì mình khuyên là đây là con Rubik biến thể thì các bạn nên giải theo phương pháp cơ bản, không nên giải theo phương pháp nâng cao gì cả. Tại giải theo phương pháp nâng cao thì mấy cạnh của nó sẽ rất dễ bị lật. Và khi chúng ta mà giải xong Rubik thì nó sẽ bị lật cạnh linh tinh. Đó. Thì ở đây mình thì có tâm trắng này, mình sẽ chọn tâm trắng nhá, và mình tìm các cạnh mình lắp xung quanh ở đây. Tìm cạnh đây. Một cạnh này. Tìm tiếp đây, cạnh tiếp này. Cạnh tiếp này. Cho hết ở đây nhá. Đây. Cạnh tiếp này. Đó. Đây, khi lắp xong thì các bạn xem nó đúng chưa. Đây, còn cái này chưa đúng này. Mình thấy chưa đúng này, xanh lá cây đỏ này. Thì mình dùng công thức như 3x3 thôi. Nó đúng hết này. Đó, những cái tâm thì nó phải, cái cạnh nó phải trùng với mặt tâm này. Tiếp tục thì đến mình sẽ tìm những cái góc mình ghép vào đây. Ghép thì nó rất là dễ thôi. Ở đây thì mình thấy nó ghép rồi, sao cho bạn thấy nó trùng trùng là được. Đây, ở đây thì ba cái góc này đều là ghép được rồi này. Chỉ còn cái này thôi. Cái này thì mình sẽ tìm. Đây, khả năng cao là cái này này. Mình sẽ thử vào. Không được đúng không? Mình lại thử tiếp. Cho xem cái này, thử tiếp. Đây, nó vào này. Vào đúng khuôn này, các bạn thấy đúng khuôn chưa? Đấy, phẳng tắt này là đúng rồi nhá. Tiếp tục đến tầng 2 thì mình sẽ tìm tiếp. Đây, ở đây đỏ xanh biển này. Thì mình sẽ thấy viên đỏ xanh biển, mình sẽ cho vào đây nhá. Làm như công thức của 3x3 thôi. Nó tiếp tục đến cái này này. Cái này thì thôi mình sẽ lắp cái chơi, cái này nó sẽ dễ hơn. Cho cái lên. Đó, đến chỗ này. Đây mình sẽ thử cái này này. Thử viên này vào nhá. Đây viên cam, mình màu cam và trùng màu này. Mình thử vào. Đó, khi thử vào bạn thấy nó khớp đúng không ạ? Đó, thì nó đúng. Tiếp tục đến viên này này. Viên này thì khả năng cao là cái này này, mình sẽ thử phá ra. Phá ra thì mình sẽ lắp ngược lại nhá. Lắp ngược lại xem có đúng không. Không đúng này, mình thấy mình thấy nó không đúng này. Thì cạnh đế không phải. Khả năng cao là cái này, này. Đỏ này mình sẽ thử. Đó đúng này. Khi lắp vào đúng, các bạn nhìn thấy nó giống màu ngay này. Nó thì xong 2 tầng rồi nhá. Xong 2 tầng này, còn tầng 3 này. Tầng 3 thì đây là đây, dấu cộng này. Mình sẽ lắp thêm 2 chỗ này nữa. Tên lắp dấu cộng. Cái công thức dấu cộng thì các bạn nó quá quen thuộc rồi. Nó xong dấu cộng này thì bắt đầu mình sẽ lắp những cái này nó cùng màu này. Rất may ở đây nó cùng màu thì mình sẽ không phải lắp nữa. Thì đây cũng là công thức cơ bản 3x3 thôi. Các bạn học thì các bạn sẽ biết. Nó giờ mình sẽ tìm, mình sẽ lắp mấy cái góc này đúng đã. Đây một góc đúng này, mình sẽ để góc đúng ở bên này. Làm công thức nó sang. Nó vẫn chưa đúng, tiếp tục mình làm tiếp. Sang bên này. Lên sang xuống sang. Đó, công thức cũng rất là dễ thôi. Đây, biến bước này gần xong này, các góc nó về đúng như tự rồi. Nhưng mà nó chỉ có điều là nó chưa đổi vị trí và nó chưa vặn thôi ấy. Thì bây giờ mình sẽ quay ngang Rubik ra. Đó, và mình làm cái công thức xuống sang lên sang xuống sang lên sang. Đó, các bạn thấy này, nó đúng rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì các bạn, cái này bị phá ra các bạn kệ nó, tiếp tục xoay tiếp. Thì đây là cái cơ bản 3x3 rồi. Đây, tiếp tục mình sẽ đảo góc con này. Xuống sang lên sang sang lên sang.
Nó khi lắp đúng thì lập tức con giúp ích tự về. Như vậy chúng ta đã giải xong con giúp ích này. Nó bạn thấy đơn giản dễ không ạ? Quá là dễ luôn. Thì đó là cũng là phương pháp chung để giải những cái khối biến thể như này. Thì bạn phải xác định xem đâu vào tâm, đâu vào cạnh, đâu vào góc và từ đó giải theo 3x3. Các bạn phải nhớ là giải theo phương pháp cơ bản của 3x3 nhá. Phương pháp cơ bản của 3x3 thì các bạn ai cũng được học rồi, thì làm theo phương pháp đấy thì auto biến thể giải được hết. Được không ạ? Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.